Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn cất dự án này đó trên kênh của mình thì bất chút thời gian cho mình nút like nó được cái kênh của mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ nền tảng FavosTuber. Dự án này mọi người ăn chia 100 triệu token FAVT mạng Polygon Matic và sẽ có hai mỗi người sẽ nhận 2.000 xuất mỗi người sẽ nhận được 2.000 token VAVT này, cũng như có thể là hoàn thành tất cả các tab thì sẽ nhận được 5.000 token FAVT của nhé. Điều kiện để tham gia kèo này thì mọi cần phải hoàn thành các nhiệm vụ dưới này cho mình. Nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io. Vào đây các bạn hoàn thành các nhiệm vụ cho mình này. Nhiệm vụ đầu tiên bấm vào register đăng ký này. Ở đây mọi người sẽ đăng ký xem nào. Đây. Polygon Connect Polygon. Tức là mọi người sẽ nhập địa chỉ email. Email Connect Polygon. Mọi người đăng ký nhập vào cái trang web này. Mở trang web lên để mình xem nào. Rồi đăng nhập vào đây nha, các bạn sẽ sign in và gạch đây sign in này, tôi được sign in này. Các bạn sẽ kết nối địa chỉ ví nhé, địa chỉ ví hoặc là đây create account này, bấm vào đây. Đấy, nhập email của mọi người vào cho mình. Rồi nhập name nhé. Rồi sau đó bấm vào là sign up cho mình. Connect ví này, mọi người cần phải kết nối địa chỉ ví nhé. Ở đây mọi người kết nối địa chỉ ví cho mình. Các bạn có thể dùng ví MetaMask hoặc là ví TrueWallet. Ở đây thì mình sẽ dùng ví MetaMask, kết nối địa chỉ ví MetaMask này. Bấm chọn này. Ok, sau khi kết nối địa chỉ ví MetaMask thì bấm vào chữ kết nối cho mình. Đấy, đã xong. Bây giờ bấm vào sign up cho mình nhé. Kết nối lại, không được à? Kết nối. Ok, hình như được rồi mọi người ạ. Hình như được rồi đấy. Sinh úp. Không được nhỉ. Thấy nó loát mà sẽ được, mình kết nối lại cho nó. Hình như trong ví MetaMask mọi người cũng phải phải chuyển đổi mạng Polygon Matic nhé. Ở đây mình sẽ chuyển mạng Polygon Matic này. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối lại này. Đây kết nối lại nhé. Đấy kết nối. Ok xong mọi người nhé, cứ kết nối xong là được. Thông sinh úp này. Đây đấy, địa chỉ được rồi. Đây mọi người nhá, để ý này, mọi người thấy rồi, địa chỉ ví của mình nó có kết nối đây. Đấy, rồi bấm sign up cho mình. Sign up xong, bây giờ các bạn quay trở lại này. Kết nối xong là được mọi người nhá. Quay trở lại đây cho mình. Nhập email, tức là email mọi người đăng ký vừa đăng ký xong đấy. Email này hoặc là channel, rồi mình nhập email đi. Rồi bấm continue. Ok, tiếp theo các bạn follow hết các kênh Twitter cho mình. Bấm follow kênh Twitter. Đấy, sau đó kéo xuống bài đăng, có thể like và retweet lại bài đăng này. Ok, tiếp tục quay lại đó. Tích vào con tin. Retweet lại bài đăng này.
Đấy, join vào hai kênh Telegram đây cho mình nhé. Bấm tham gia kênh. Ok, ở đây nếu các cái kênh Telegram của các bạn đã đầy rồi thì mọi người cần thoát bớt số nhóm nhé. Ở đây mình sẽ thoát bớt số nhóm không cần thiết. Rồi sau khi thoát bớt số nhóm thì mọi người join lại kênh này, bấm tham gia kênh này. Sau đó chat từ đây. Ok, tiếp tục quay trở lại đó, tích vào con tin. Tiếp tục join vào kênh Telegram này nữa. Bấm tham gia kênh. Rồi, tiếp tục quay trở lại đó, tích vào con tin. Follow kênh Twitter này cho mình. Ok. Các bạn sẽ điền username kênh Telegram của mọi người vào đây cho mình nhé. Sau đó tích vào con tin. Ok. Địa chỉ ví này, các bạn sao chép lại địa chỉ ví mạng Polygon Matic ở trên ví MetaMask lúc nãy cái địa chỉ ví mọi người kết nối đấy. Đây, nhập vào đây. Rồi, đóng ký này. Đây, các bạn sao chép lại địa chỉ ví mạng Polygon Matic lúc nãy mọi người đăng ký trên cái website của nó đấy. Nhập vào đây. Sau đó tích vào con tin. Đã xong. Tiếp tục like, ở đây là like kênh này, đấy vào đây cho mình, đăng ký kênh YouTube này, có một con tin, à ở đây mọi người nó bảo là subscribe kênh YouTube, tiếp theo là ở đây mọi người sẽ có một cái link Z để mọi người chia sẻ bạn bè người thân nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án AirDot nhận độc quyền đến từ Pavostuber, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.